Em ơi, chị muốn đăng ký tài khoản mới, hướng dẫn chị với. Dạ, chào chị vui lòng thực hiện theo các bước sau để đăng ký tài khoản trên ứng dụng IV Bác Sĩ ơi. Đầu tiên, mọi người tìm kiếm ứng dụng IV Bác Sĩ ơi trên App Store hoặc Google Play và cài đặt. Khi cài đặt xong, mọi người mở ứng dụng lên. Bật cho phép micro và camera lên để có thể gọi video với các bác sĩ chuyên khoa nếu bạn cần hỗ trợ. Ở màn hình chính, chọn mục cá nhân ở góc bên dưới, bấm vào phần mũi tên và sau đó chọn đăng ký ở dưới cùng. Nhập số điện thoại và mật khẩu, sau đó bấm đăng ký. Ứng dụng sẽ gửi thông báo Zalo chứa mã gồm 6 chữ số, mọi người nhập mã và xong. Bước cuối cùng, mọi người điền các thông tin cần thiết hoặc quét mã căn cước công dân. Ngoài ra, mọi người có thể đăng nhập bằng Facebook, Zalo, Gmail cũng rất tiện lợi và nhanh chóng. Siêu đơn giản luôn ấy. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng ứng dụng IV Bác Sĩ ơi, đừng ngần ngại đặt câu hỏi ngay để mình giải đáp nhé.